Chiều nay ngày 1 tháng 7, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa gồm các ông Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Như Xuân. Tham gia buổi tiếp xúc có đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, lãnh đạo huyện Như Xuân. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Như Xuân đã được đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Như Xuân đề nghị nhà nước cần có chính sách ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi để tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, nhất là các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như may mặc, chế biến lâm sản. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ngành liên quan chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện, giảm giá sách giáo khoa, có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh vùng miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi các quy định về đánh giá trường chuẩn quốc gia hiện không còn phù hợp. Đề nghị sửa đổi luật bảo hiểm xã hội theo hướng phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản, có chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ 60 tuổi trở lên. Cử tri đề nghị phân cấp quản lý nhà nước đối với các văn phòng công chứng đến cấp huyện để thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động của các đơn vị này. Tại buổi tiếp xúc, sau khi lãnh đạo các sở ngành và huyện Như Xuân tiếp thu giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.